Lúc nãy em gọi điện thoại cũng vậy. Sao gọi cho ba, gọi cho bác cũng không ai nghe hết. Bây giờ tới xe đấy cũng không nghe máy luôn. Si ơi, nếu không nói chuyện với họ, em lo lắng tới chết mất. Em, để em tự gọi điện cho ba thêm một lần nữa coi sao nha anh. Nên đi. Lại thêm rào cản của tao nữa đây. Nói đúng hơn, con khốn này nó là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời tao. Con này não nó hoạt động không giống như người ta. Nếu như mà nó không nói chuyện được với ai thì nó sẽ tới đây. Cô nói chuyện với Anandi đi. Nếu như mà cô nói cái gì đó để cho con nhỏ đó nghi ngờ, chuyện gì xảy ra chắc là tôi không cần nói đâu ha. Con gái. Mẹ, mẹ không biết là con đã lo lắng cho nhà mình nhiều như thế nào đâu mẹ à. Mọi người sao rồi mẹ? Bộ nhà mình có chuyện gì không may xảy ra hả mẹ? Con đã nói chuyện điện thoại với anh Sadiq rồi, kêu anh ấy về nhà coi mọi người có sao không, rồi gọi lại cho con nhưng anh ấy không gọi. Mẹ, mọi người có sao không mẹ? Không đâu con, nhà mình không có gì đâu. Phải rồi, Sadiq nó đã về nhà rồi. Chắc là nó quên gọi điện thoại cho con đó. Con không cần phải lo lắng gì hết. Ba con đi công chuyện, để quên điện thoại ở nhà thôi. Cho nên mẹ mới là người nghe điện thoại của ba con. Mẹ, không hiểu sao con nóng ruột nóng gan quá. Con cứ sợ là có chuyện gì xảy ra. Nhà mình có chuyện gì không mẹ? Sao con nghe giọng mẹ căng thẳng vậy? Mẹ ơi, nếu có chuyện gì thì mẹ nói cho con biết nha mẹ. Còn nếu không thì con sẽ về nhà đó. Đừng, con gái. Đừng, con đừng vậy đi. Mẹ, nếu như con có mặt ở nhà mình, biết đâu con có thể giúp được gì đó chứ, con lo lắm mẹ. Không có. Mẹ đã nói nhà mình không có chuyện gì rồi. Bây giờ nhà chúng ta chuẩn bị đi đám cưới con gái của Surasin. Con không cần đến đây đâu. Nhưng mà mẹ, sao vậy? Mẹ đang nói chuyện với em, tự nhiên mẹ cướp máy ngang. Si à, có chuyện gì đó xảy ra thật rồi. Mẹ em trước giờ không có nói chuyện kiểu này. Em nghe thấy trong giọng nói của mẹ có một cái gì đó rất lo sợ, không phải như bình thường. Alo, Anandi. Chuyện gì đây? Sao tự nhiên hôm nay em lại nhớ tới chị Suna này vậy? Em đang cần chị giúp đỡ đây chị Suna. Em cứ nói đi. Em đã cố gắng liên lạc với ba với bác bằng điện thoại, nhưng em không thể liên lạc được với ai hết. Điện thoại bàn cũng không gọi được. Hồi nãy em có gọi điện thoại cho anh Sadiq lúc trong bệnh viện. Anh nói là để anh về nhà coi xong thì gọi lại cho em biết, nhưng rồi anh không gọi lại cho em. Dạ, mới nãy em thử cố gắng gọi cho ba mình thêm một lần nữa thì mẹ bắt máy. Em không biết, hình như là mẹ mình đang giấu em chuyện gì đó chị à. Giọng nói của mẹ nghe rất là căng thẳng mà còn sợ nữa chị.
Chị Suna ơi, cho tới giờ em vẫn không thể gọi điện thoại cho anh Sa biết được. Không giống những gì mẹ nói. Chị Suna, em lo quá. Chị mau tới đó coi có chuyện gì xảy ra hay không hả chị? Anna đi, chị sẽ tới đó liền. Tới đó rồi chắc chắn chị sẽ gọi điện thoại cho em. Em đừng lo nữa nha. Dạ đúng rồi, cho người tới nhà của bà Kajani ngay đi. Tôi chỉ muốn xem coi mọi chuyện ở đó có ổn hay không thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Cảm ơn. Sao rồi anh? Chị dâu, nãy giờ chị có gọi điện thoại cho anh Sadis không chị? Nãy giờ em gọi cho ảnh quá trời. Mới đầu thì chuông reo, còn bây giờ thì... Chị dâu em cũng không thể liên lạc được. Nhưng anh đã báo cảnh sát rồi Sanchi à. Cảnh sát đang cho người tới nhà của Sadis. Có khi nào là chồng của cô Ganga Ratanshin và người của hắn ta đang khống chế anh Sadis và mọi người? Hắn ta có thể làm bất cứ thứ gì. Em biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Trời ơi Sadis, mau đưa Manu cho tôi nhanh lên. Cô không được làm như vậy Ganga. Cô muốn giao đứa con mà cô yêu thương nhất cho một con quỷ dữ như là hắn ta sao? Tôi khuyên cô không nên làm như vậy Ganga. Cô nghe gì chưa? Lâu lắm rồi tôi mới được ôm con trai của mình vào lòng như vậy. Con trai, con nhớ ba không con? Ba là ba của con và con trai. Tôi đã nói rồi mà, đáng lẽ cô phải nghe lời tôi chứ. Những gì tôi muốn thì chắc chắn là sẽ có được. Tôi đã nói nếu như mà tôi có con trai của tôi rồi, tôi sẽ tha thứ cho tất cả mọi người ở trong nhà này. Bọn họ sẽ tự do. Tự do khỏi cái thế giới này. Trong cuộc sống này có quá nhiều cay đắng mà họ đã phải trải qua. Chết đi. Này anh dám lừa gạt tôi hả? Anh có muốn giết người thì giết tôi nè. Tôi mới chính là kẻ thù của anh. Tôi nguyền rủa anh. Chết đi. Anh chết đi. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Đi. Đúng lại. Cô tính đi đâu? Ngài Thanh Tra đang bận việc trong đó. Tôi có việc quan trọng. Nè cô, mau đứng lại đi.
Thưa ngài thanh tra, nếu như ngài muốn cứu mạng sống của rất nhiều người thì hãy nghe tôi nói đi. Nhà bà Kanyani đang bị bọn côn đồ tấn công, hiện giờ tính mạng họ đang nằm trong tay của bọn khốn nạn đó đó. Ngài mau tới đó cứu mạng họ đi. Mà cô là ai? Tại sao cô lại biết những chuyện này? Ngài không cần biết tôi là ai đâu. Tôi biết những chuyện này vì người cầm đầu bọn họ là chồng của tôi. Chồng của tôi là Ratan Sin. Sao? Đừng sao trăng gì nữa, mau hành động nhanh đi. Alo, sở cảnh sát Cha Sa hả? Không biết có chuyện gì với mẹ mà sao giờ này còn chưa đi nữa. Gọi điện thoại hoài mà cũng không ai thèm nghe máy. Đứng lại! Nè, cái người lại! Thật ra mấy người lại! Giờ mày mới biết tao chuyên đi nói dối hả? Tao vậy đó. Mày làm gì tao hả? Mày nghĩ tao rời khỏi đây để nhiều nhân chứng sống như vậy hay sao? Tao sẽ dùng một tai nạn thảm khốc để mà che đậy tất cả tội lỗi của mình gạnh ra. Rồi mọi người sẽ nhìn thấy cả nhà này chết cháy và trở thành một nắm tro bụi không hơn không kém. Các người sẽ được làm đám giỗ chung một ngày đó. Tất cả đều là do cô mà ra hết, Ganga. Cô cũng chung số phận với bọn chúng. Ratan Sin, anh chỉ có thù với tôi thôi mà. Anh muốn giết thì giết tôi đây nè. Anh không được đụng vào gia đình của họ nghe chưa? Còn muốn trả thù thì chỉ cần trả thù một mình tôi thôi. Anh mau thả họ ra đi. Đừng có ở đó mà la nữa. Trước sau gì cô cũng sẽ chết thôi mà. Cô dám để cho Manu rời xa tôi, tội này của cô cũng đáng để chết lắm rồi Ganga. Còn dám chống đối lại tôi nữa hả? Cô chưa cho phép cô ly hôn với tôi mà cô dám đi ly hôn với tôi rồi sao Ganga? Cô thân thiết với gia đình này lắm kia mà. Để tôi cho mấy người chết chung với nhau, xuống dưới đó còn có bạn nữa. Anh ơi, bà ơi, bác ơi bác. Đúng là vui thiệt. Đúng là mấy người không chết chung chắc là không được rồi. Sống chết có nhau mà, có đúng không bà? Vậy mà cả nhà có thể gặp nhau ở thế giới bên kia rồi. Mấy người đúng là đồ độc ác. Sao lại có thể đến đây ra đông nổi chứ chị? Anh có nhìn thấy gì chưa hả bác sĩ Zadid?
Tôi nói với anh rồi, may mắn không thể nào ở lại với anh hoài đâu. Lần cuối cùng anh có thể thoát chết được, đó là do anh phước lớn mạng lớn. Còn bây giờ chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Mục tiêu lần này của tôi chính xác lắm, không thể nào sai được đâu. Mày tưởng mày nói như vậy là tao sẽ sợ mày sao? Ra tan xin, thần linh sẽ nhìn thấy chuyện này. Mày sẽ phải hối hận suốt cuộc đời của mày. Mày tưởng là mày có thể thoát được pháp luật cái sao chứ? Nếu ngày nào trên đời này vẫn còn công lý thì ngày đó mày vẫn phải bị trừng phạt thôi. Nhìn anh bây giờ tôi thấy đẹp trai quá. Đừng nói với tôi công lý, vì đối với tôi công lý không có là gì hết. Zadid, có quyền lực và sức mạnh sẽ chiến thắng được tất cả. Dạ xin phép bà, thưa bà Kanjani, tôi mong căn nhà của bà sẽ được về với thần linh. Còn nếu đi về nơi khác thì phải coi cách ăn ở của gia đình bà. Nói thật là tôi không muốn ra tay như vậy đâu, nhưng mà không được. Ai kêu gia đình của bà ăn rồi rảnh quá thích xen vào chuyện của người khác. Cho nên đây chính là những gì mà gia đình của bà nên nhận lấy. Ra ngoài đi. Mấy người làm ơn tha cho con trai tôi đi, nó còn nhỏ lắm, xin đừng ra tay với nó như vậy mà. Trời ta xin, anh đã nói rồi mà, nếu chúng tôi giao gành ga ra, anh sẽ tha cho chúng tôi kia mà. Làm ơn đi. Chú ơi, làm ơn tha cho con đi mà chú, sau này con không dám tái phạm nữa. Thật linh sẽ nhìn thấy chuyện này. Thật linh phù hộ. Cả Tăng Xin, nếu anh mà hại gia đình của họ, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Dù tôi có chết, tôi cũng sẽ trở thành ma theo anh suốt đời. Cứ la cho nhiều đi, chút nữa không la được đâu. Tôi luôn đặt nhiều niềm tin vào thần linh. Người sẽ không để cho chuyện xấu xảy ra với gia đình tôi. Gia đình này chưa làm điều gì xấu hết. Thần linh sẽ không bỏ rơi gia đình của tôi như vậy đâu mà. Những người muốn hại gia đình này, cuối cùng họ sẽ tự chuốc họa vào thân thôi. Khốn hồn thì tất cả hãy bỏ vũ khí xuống đi. Cảnh sát đã bao vây tất cả khu vực này rồi. Nếu như ai còn có ý nghĩ bỏ chạy thì dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi. Mau giơ hai tay lên. Bắt tất cả bọn chúng lại. Đây, đứng.
đi. Giờ tay lên, giờ tay lên, giờ lên. Manu, xuống đây, giờ lên. Manu, không sao rồi, không sao rồi. Thôi được rồi, Suna, con đừng có đòi con dán làm gì. Tôi biết thần linh sẽ không bỏ tôi đi mà. Thần linh chắc chắn sẽ cứu gia đình của chúng tôi. Con ơi, bác ơi. Anh Thông Gia. Vậy nè, vậy nè, cô không sao chứ hả? Anh không sao chứ? Đi, chúng tôi đã bắt quả tang hành động sai trái của hắn ta. Cũng may là không ai bị gì. Từ bây giờ hắn sẽ không thể làm hại mọi người được. Ra tay xin. Mày dám hành hạ cả gia đình của tao hả thằng khốn? Mày chết đi. Tao đã nói là đừng để tao được thả ra. Nếu không mà sao chết sao? Tao sẽ giết mày. Là, bình tĩnh đi. Cái tên tôi để cho pháp này luật trừng trị hắn ta. Cái gia đình tao anh sao? Không cần phải động tay vào. Bình tĩnh đi. Đi. Anh đưa hắn đi đi. Tao đã nói với mày rồi, chừng nào công lý còn tồn tại thì mày sẽ không bao giờ được tha thứ đâu Ra Tan Xin. Bác sĩ à, tôi xin lỗi vì phải phiền anh theo chúng tôi về đồn. Tôi muốn lấy lời khai của anh về chuyện này. Mau đưa hắn đi. Rảnh. Bà cậu có sao không con? Vết thương có nặng không con trai? Mẹ yên tâm đi, ba không sao đâu. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Bà uống nước đi bà, Nandu. Suna, làm sao con biết? Sao con biết mà đến đây với ba chồng con vậy? Anandi hả? Anandi kêu cháu tới đây coi tình hình đúng chưa? Dạ đúng thưa ba. Anandi gọi điện thoại cho cháu. Con bé nó nói có linh cảm chuyện xấu đang xảy ra. Nó nói giọng của mẹ nghe rất là kỳ lạ. Con bé kêu cháu đi tới đây để xem coi thật ra có chuyện gì xảy ra không. Bà biết ngay chỉ có thể là Anandi. Thật linh đã thông qua con bé để cứu giúp sinh mạng của gia đình mình. Xin cảm ơn thật linh. Cháu phải gọi điện thoại liền cho cổ, chắc cổ đang lo lắm. Alo Anandi. Mọi người không sao rồi? Vậy hả? Vậy mà em sợ quá trời, anh ra đi. Nhưng em lo lắng là có cơ sở đó anh đi. Là sao? Thật ra đã xảy ra chuyện gì anh ra đi? Kể cho em nghe đi. Nếu tôi giao Manu cho anh thì anh phải tha cho họ. Tôi không muốn bất cứ điều gì ngoài con trai của tôi. Bây giờ thì mọi người đã không sao rồi.
Em nói chuyện với chị Suna nghe. Chị làm theo những lời em dặn. Nếu không có em thì chắc mọi người đã chết hết rồi. Em không có làm gì trong chuyện này hết chị Suna. Nếu không có chị mọi người đã gặp chuyện rồi. Em thật không dám nghĩ tới đó. Chị dâu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị đưa điện thoại cho em đi, em muốn nói chuyện với Sadiq. Chị đưa điện thoại cho anh Sadiq giùm em nha chị. Em nói đi. Anh nên đi. Rồi bà chúng ta có sao không Sadiq? Bà chúng ta lớn tuổi, em lo cho bà lắm anh à. Bà nội chúng ta không sao hết em à. Nhưng anh còn chưa coi được sức khỏe của bà nữa. Chắc là bà không sao đâu. Có gì anh gọi điện thoại cho em sao nha. Để anh lo cho mọi người đã. Dạ em biết rồi anh Sadiq. Anh chăm sóc cho mọi người nha. Đưa đi. Alo Sadiq, sao rồi anh? Mọi chuyện sao rồi? Anh nói cho em biết chuyện gì đi. Sanchi ở đây không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ anh không thể nói nhiều với em được. Anh phải cúp máy đây. Vậy nghe. Em xin lỗi vì đã giật điện thoại của chị Anandi. Em muốn chính tay mình nghe là anh Sadiq nói anh không sao hết. Được rồi, thần linh ban phước. Ganga, cô hãy coi đây như là nhà của cô. Chị ơi, nhanh nè. Ngày nào chị cũng chuẩn bị cặp cho em đi học. Hôm nay tới phiên em chuẩn bị cặp cho chị đi học nha. Chúc mừng Holy. Holy. Nếu như hôm nay mà cô không hành động khôn ngoan giống như những gì cô đã làm, tôi không biết chuyện xấu gì sẽ xảy ra nữa. Từ hôm nay chúng tôi mắc nợ cô rồi Ganga. Cô còn hỏi tôi sao? Tất cả những chuyện này đều do cô gây ra. Chỉ vì cô mà mạng sống của con tôi xem chút nữa đã bị cướp đi. Nếu như cái tên Ratansin trong cô mà còn gây ra bất cứ điều gì tổn hại đến gia đình tôi thề có thần linh tôi không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Cô coi Manu nó đã làm những gì kìa. Nếu như Gina cô ấy bị trượt té thì sao đi? Nhà này đã cưu mang cô và coi cô như người trong gia đình. Nhờ họ mà cô mới có được ngày hôm nay. Tại sao cô không biết điều mà đi đi Ganga? Cô còn định đợi đến khi nào thì cô mới chịu đi hả? Là vì Sadiq? Hay là vì cái nhà này? Hãy tôn trọng những gì anh ấy đã làm cho cô. Tại sao cô lại không lo lắng cho anh ấy gì hết vậy hả? Nếu cô còn cố chấp ở lại đây, thế nào cũng có ngày anh ấy sẽ chết vì cô đó. Đủ rồi. Những gì gia đình này phải gánh chịu vì mày đã đủ lắm rồi Ganga. Đã đến lúc mình nên trả bình an lại cho họ. Thôi, con mau nằm xuống ngủ đi Nandu, khuya rồi đó. Không, mẹ ơi. Lỡ như chú Ratansin tới nữa thì sao? Mẹ ơi, con sợ chú ấy lắm. Chú ấy sẽ giết chết con không đó mẹ. Được, không sao đâu mà con. Sẽ không có ai đến hết. Có mẹ ở đây rồi, nằm ngủ đi nha. Đừng mà, chú đừng giết con mà. Ba ơi ba, mẹ ơi, chú ấy muốn giết con đó, cứu con với.
Nandu, con sao vậy? Cứu con với, con không muốn chết. Bà ơi, cứu con sao con đâu đi. Con trai, con mẹ đi. Con đừng sợ mà, không có gì đâu con trai à. Có bà của con ở đây rồi kia mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra với con đâu. Được rồi, ba ngủ ở đây với con nha. Sao con lại sợ? Con của ba là vua sư tử kia mà. Con không cần phải sợ bất kỳ ai hết. Ba lúc nào cũng ở bên cạnh con yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì đâu mà, ngủ đi con trai. Em không biết phải mất bao nhiêu thời gian thì Nandu nó mới có thể quên được chuyện này nữa anh. Ngay cả em còn khó có thể quên, trong khi nó chỉ là một đứa con nít. Em cũng đừng quá lo lắng ghê na. Không sao đâu mà, mọi chuyện đã đâu vào đó rồi. Em cũng tranh thủ ngủ đi Gena, em cũng mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ anh xuống lầu ngồi nói chuyện với mọi người một chút nha. Em cũng sẽ xuống dưới đó cùng anh. Tất cả mọi người đã phải chịu cú sốc quá lớn. Nếu em đã là một phần của cái gia đình này rồi, em cần phải chia sẻ và lo lắng cùng mọi người. Những lúc như vậy chúng ta cần phải ở bên nhau chứ anh. Khốn kiếp, mau thả tao ra. Bà ơi cứu cháu với. Mẹ ơi, bà ơi cứu con với. Bà ơi cứu cháu. Mẹ ơi, anh phải sao anh thả con ra đi. Mẹ ơi cứu con với. Đừng, đừng. Không, đừng bà. Đừng gì bà. Sao còn chưa ngủ? Nandu ngủ chưa? Nandu nó mới về ngủ rồi thưa mẹ. Khó khăn lắm nó mới ngủ được. Con cũng không muốn ở trên đó một mình, cho nên con mới xuống dưới này ngồi nói chuyện cùng với mọi người. Mọi người uống một chút sữa nghệ nóng vào đi, nó sẽ giúp cho tinh thần nhẹ nhàng, mọi lo lắng sẽ qua đi. Anh nên đi, muốn nói chuyện với bà nội nè. Bà đi. Bà ơi, bà, bà sao rồi? Còn những người khác sao bà? Mọi người không sao. Thật linh ban phước cho nên không ai trong nhà mình bị sao hết. Tất cả đều an toàn hết Anandi. Những xui xẻo đã tranh nhau chạy trốn hết rồi. Cháu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi giống như lúc này bà ơi bà. Cháu cứ tưởng là mình sẽ mất hết tất cả mọi người rồi chứ. Nếu như có ai xảy ra chuyện gì, cháu không biết cháu phải làm sao, phải sống như thế nào. Cháu sợ lắm bà. Bà ơi, cháu không thể. Cháu không có gì phải sợ hãi hết. Bình tĩnh đi.
Bà đã nói là mọi người trong nhà không sao hết mà. Không, không được bà ơi. Cháu chưa nhìn thấy được mọi người, cháu vẫn chưa yên tâm đâu bà. Giờ cháu phải về nhà mình ngay lập tức. Sao cháu cứ như một đứa trẻ vậy? Cháu có biết từ nhà cháu về tới nhà mình mất bao nhiêu thời gian hay không hả cháu? Nhưng bà ơi bà. Bà biết là cháu đang rất lo lắng, đến nỗi cháu không thể kiểm soát được chính mình. Trời đã tối rồi, cháu cũng không nên ra đường vào giờ này. Cháu đừng có lo gì hết. Bà đã nói rồi, mọi người không sao hết. Nếu có gì thì bà sẽ nói liền cho cháu biết mà Anandi hả? Dạ cháu biết rồi bà. Bà nhớ cẩn thận nha bà. Được rồi, giờ bà cúp máy rồi đi ngủ đây. Bà cúp máy nha. Mẹ ơi, bây giờ con với con trai con phải đi lên trên đồn cảnh sát rồi mẹ. Con và Jadis sẽ tranh thủ về sớm. Có gì tụi con sẽ điện về. Con nhớ là phải cẩn thận đó. Cảm ơn thần linh đã phù hộ cho gia đình chúng ta, cho nên không có chuyện gì xấu hay đáng tiếc xảy ra với mọi người hết. Đó là điều làm chúng ta nhẹ lòng. Gia đình mình đã không sao hết rồi anh đi à? Em rất sợ sẽ có chuyện gì đó. Anh biết gì không Si? Em chỉ có thể ngủ ngon giấc nếu gia đình em không có chuyện xấu gì xảy ra. Họ với em thì gia đình của em là tất cả anh Si à. Anh đi, sao em lại tự làm khổ mình vậy? Anh xin em đó, em đừng tự làm khó mình nữa mà anh đi. Mọi chuyện bây giờ đã qua rồi. Em cảm thấy rất tự hào vì có thể trở thành một thành viên trong gia đình em. Cho nên nếu như có chuyện gì xảy ra với họ, em không biết làm sao có thể đối diện với sự thật này nữa. Em chỉ muốn em có mặt ngay lúc đó bên cạnh gia đình. Nhưng khổ nỗi em lại không thể làm được như vậy anh Si à. Thôi được rồi, sáng mai vợ chồng mình sẽ đi về nhà của em. Như vậy thì em mới yên lòng hơn, có đúng vậy không? Em đừng lo lắng nữa, mai mình sẽ về mà. Em nín đi, có anh ở đây rồi, em không cần phải sợ gì hết. Con biết trước chuyện này, con đã cảnh báo rồi. Một ngày nào đó chính người chúng ta cưu mang sẽ là người đưa chúng ta đi đến chỗ chết. Nhưng không ai chịu nghe con nói hết. Và điều đó đã xảy ra. Trà Tan Xin và đồng bọn của hắn đã đến nhà mình. Chúng dám giả danh để lừa gạt chúng ta. Đã vậy còn muốn thiêu sống chúng ta. Tất cả những chuyện này là tại ai chứ? Mẹ ơi, con đã nói với mẹ ngay từ đầu rồi. Tại sao chúng ta cứ phải can thiệp vào chuyện của vợ chồng người khác? Lòng tốt sẽ được báo đáp, nhưng mà đôi lúc nó sẽ gây tác dụng ngược lại. Thần linh có thể cứu chúng ta lần này, nhưng lần khác thì sao chứ? Chúng ta đã cố gắng hết sức, bấy nhiêu đã đủ lắm rồi mẹ ơi. Sao cứ phải để cho nhà mình gặp nhiều rắc rối như vậy chứ? Tất cả đều do Ganga hết. Mẹ không thấy hay sao? Mẹ ơi,
Dạ thưa bà, cháu xin phép bà cháu đi. जो कुछ हुआ मैं खुद उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ। और गंगा, इस इंसिडेंट का सबसे ज्यादा असर तो उसी पर हुआ होगा। तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस सब के लिए कोई गंगा को दोषी ना ठहराए। भाभी कोई और ठहराए या ना ठहराए, लेकिन गंगा जिस तरह की इंसान है वो जरूर खुद को ही इस बात का दोषी समझ के बैठी होगी। शिव भैया को ही ले लीजिए, वो भी तो कितने लोगों की मदद करते हैं। लेकिन हर किसी को घर पे तो नहीं ले आते ना। ऐसे में इस प्रॉब्लम का बस एक ही सॉल्यूशन लगता है मुझे, और वो ये कि गंगा को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। मौका मिलते ही मैं उन लोगों से इस बारे में बात करूंगी। गंगा को उस घर से जाना ही होगा।